Nói cái troponin này chưa các bạn? Nó hết phần cận lâm sàng chưa? Rồi qua cái troponin này ha. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy thì troponin là để phân biệt giữa cái chuyện là cái cơn đau thắt ngực hiện tại là hội chứng động mạch vành mạn hay là hội chứng động mạch vành cấp nha các bạn. Nó chỉ giúp cái vai trò là vậy thôi. Nếu mà troponin mà nó có tăng lên thì các bạn sẽ chuyển qua cái bài hội chứng động mạch vành cấp, là bài phía sau mà nha. Đây, thì trong cái tổng phân tích tế bào máu thì chú ý cái hemoglobin nó sẽ giải thích cho cái chuyện là tê âm ở tất cả các chuyển đạo khác nha, tất cả các chuyển đạo luôn. Rồi điểm tâm đồ lúc nghỉ luôn rồi ha. Các cái sinh hóa cơ bản thì cũng giống như đái tháo đường. Rồi điểm tâm đồ lúc nghỉ thì có 60% những bệnh nhân mà đến với các bạn á là hết cơn đau rồi các bạn, cho nên điểm tâm đồ bình thường. Như vậy thì các bạn sẽ có cái chỉ định tiếp theo, đó là điện tâm đồ gắng sức nha, điện tâm đồ gắng sức. Đây, như vậy thì lúc mà làm, khi mà cho bệnh nhân làm điện tâm đồ gắng sức thì bệnh nhân sẽ có hình ảnh, đó là lúc bệnh nhân rơi vào cái chuyện gọi là ST trên xuống hoặc là T âm nha, ST trên xuống hoặc là T âm của hình ảnh thiếu máu nha. Thì lúc đó có thể là bệnh nhân rơi vào đau ngực, cho nên là mình sẽ tính tới cái chuyện là cấp cứu cho bệnh nhân ha các bạn. Các bạn có thể xem cái video clip về điện tâm đồ gắng sức ở trên trên mạng có, trên YouTube có ha. Cái hình ảnh một cái điện tâm đồ bình thường đó là ST sóng sóng T tiếp xúc mềm mại với ST, sóng T sườn lên thoi thoải sườn xuống dốc ha. Không có gập gấp gì hết. Một cái hình ảnh về thiếu máu cơ tim các bạn có thể thấy là ST và T nó sóng T nó dẹt hoặc là nó đẳng điện ha. Rồi hoặc là các bạn có thể thấy hình ảnh là T âm xuống, hoặc là các bạn có thể thấy hình ảnh của thiếu máu đó là hình ảnh ST trên xuống so với đường đẳng điện ha. Đây là những cái hình ảnh thiếu máu cơ tim thường thấy ha, nhưng mà 60% là bình thường nha các bạn, 60% là bình thường. Đây. Tại sao hoại tử cơ tim thì ST trên lên hả? Các bạn qua bài nhồi máu cơ tim đi anh giải thích nha. Đây, các cái vấn đề khác thì trong cái điện tâm đồ mình có thể mình phát hiện ha, các cái rối loạn nhịp vân vân. Thì một số bệnh nhân đó các bạn có, các bạn phải hỏi là bệnh nhân có cảm giác hồi hộp hay không. Nếu bệnh nhân trả lời là có cảm giác hồi hộp thì nghi ngờ rối loạn nhịp nhanh. Nếu có cảm giác hụt hơi thì nghi ngờ là có ngoài tâm thu. Hỏi bệnh nhân là có lúc nào thấy cái cảm giác mà chóng mặt mà gọi là tiền ngất hoặc là ngất các bạn, hoặc là bệnh nhân có những cái cơn ngất nào hay không, thì các bạn coi chừng là bệnh nhân bị vào cái cơn Adam stop do rối loạn nhịp chậm. Bệnh nhân có thể gây đau ngực lúc nhưng mà rối loạn nhịp chậm á, thì lúc đó sẽ có chỉ định. Nếu mà điện tâm đồ bình thường không thấy thì các bạn làm cái Holter điện tâm đồ cho bệnh nhân, gắn thắt điện tâm đồ 24 giờ nha, để xem xét những cái dạng rối loạn nhịp hoặc là những cái gọi là những cái biểu hiện về những cái thời điểm mà nào mà bệnh nhân khiến bệnh nhân đau ngực á, nó có những cái gì đó bất thường cái điện tâm đồ hay không. Đọc cái một cái điện tâm đồ về thiếu máu cơ tim thì anh sẽ đọc theo cái nhóm chuyển đạo nha. Anh sẽ nhìn ST và T và đọc theo nhóm chuyển đạo. Thường anh sẽ nhìn D2, D3 và AVF trước. Đó là hình ảnh ST, đây ST nằm ngang là đúng không, hay còn là ST đẳng điện. Thấy cái hình ảnh T âm ha, ở D D D3 và hình ảnh ở AVF thì cái sóng T nó có vẻ như là nó hai pha ha, hai pha. Nhưng mà như vậy nó cũng không phải là sóng T bình thường. Sóng T bình thường phải là sườn lên thoai thoải sườn xuống dốc, như là xin lỗi các bạn, sườn lên thoai thoải sườn xuống dốc như là cái sóng T của hàng V2 như vậy nha. Sóng T V2 như vậy nó đẹp nha. V1 các bạn có thể thấy là sóng T âm, nhưng mà cái này là sinh lý bình thường nha các bạn. Sinh lý bình thường, cái này là sóng T âm ha. Có thể thấy, nhưng mà nếu mà sóng T mà âm thêm ở V1 nữa là bệnh lý ha. Đây là D2, D3, AVF có bất thường. Như vậy thì anh nói bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim vùng
vùng dưới ha, à, bệnh nhân bị có dấu hiệu của thiếu máu cơ tim vùng dưới. Rồi tiếp theo anh đọc ở D1 ha, D1 có hình ảnh ST, ST, T nó gần như đẳng điện luôn, AVL, AVL, cái sóng T nó cũng gần như đẳng điện luôn, và V5, V6 có hình ảnh cũng giống như vậy ha, à, cái sóng T có vẻ như nó âm xuống ha, ST có hơi trên xuống nhẹ, à, T âm, rồi, à, cái sóng T của V6 cũng vậy, V4 thì nó đẳng điện luôn ha, V4 thì nó đẳng điện luôn. Như vậy thì bệnh nhân này có hình ảnh cỡ thiếu máu cơ tim vùng D1 AVL, à, V5 V6 hợp lại thành một cái vùng gọi là vùng bên của tim ha, vùng bên, à, bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim cả vùng dưới lẫn vùng bên thì anh nghi ngờ là bệnh nhân này tổn thương cái nhánh LCS nhánh mũ của động mạch vành vành trái ha, nó sẽ nuôi cho hai cái vùng đơn lượt. Nếu như mà bệnh nhân chỉ có tổn thương phần dưới nhánh, à, của gọi là, à, vùng dưới của D2 D3 AVF thôi thì nó là tổn thương vùng dưới, thì lúc đó anh nghi chỉ nghi ngờ bệnh nhân này tổn thương cái nhánh động mạch vành phải ha, nhánh động mạch vành phải. Còn nếu mà cả vùng dưới lẫn vùng bên thì anh sẽ nghi ngờ bệnh nhân của nhánh động mạch, à, vành vành trái nhưng mà nhánh mũ. Còn nếu bệnh nhân tổn thương của D1 AVL hoặc xin lỗi V1 V2 hoặc là V3 V4 V5 V6 hoặc là từ V1 cho tới V6 gì đó ha, à, thì, à, anh sẽ nghi ngờ bệnh nhân này tổn thương của nhánh LAD ha. Ở đây là những cái vấn đề gợi ý cho anh trong cái chuyện gọi là thiếu máu cơ tim, những cái khu vực nào do nhánh động mạch vành nào chi phối. Rồi, X-quang tim phổi thẳng khi bệnh nhân có khó thở các bạn, đau ngực mà có kèm với khó thở, à, có thể bệnh nhân ho đàm nha, ho đàm đàm, à, đàm trắng đàm vàng đàm xanh gì đó ha, có sốt ha, có hội chứng nhiễm trùng gì đó thì các bạn coi chừng là bệnh nhân có viêm phổi, viêm phế quản gì kèm theo, các bạn, à, chụp X-quang phổi. Thì lúc đó trong cái chẩn đoán phân biệt của các bạn sẽ chẩn đoán phân biệt thêm với những cái đau ngực do những cái nguyên nhân về của bệnh lý của phổi ha, ví dụ như viêm phổi hoặc là, à, bệnh nhân có cái à, những cái tổn thương gì đó, viêm cơ tim mà sau xuất hiện sau viêm phổi gì đó, ví dụ như vậy ha. Rồi cái siêu âm tim thì bắt buộc phải chỉ định, nó cái tim mạch là bắt buộc phải chỉ định siêu âm tim là đúng không các bạn, à, thì các bạn sẽ xem cái rối loạn vận động vùng ha, cái rối loạn vận động vùng, à, trên siêu âm tim các bạn coi rối loạn vận động vùng là sao, à, à, các bạn đẩy bệnh nhân đi siêu âm tim đi ha, các bạn coi vào phòng siêu âm tim các bạn xem ha, thì cái bác sĩ thông thường người ta sẽ, à, sẽ đo cái Doppler tim của bệnh nhân ha, dựa vào cái hình ảnh như vậy. Vách liên thất, và đây là hình ảnh, à, giống như hình sin các bạn, giống như hình sin, à, lúc đầu coi không hiểu gì, à, nhưng mà thật ra nó rất là dễ để các bạn hiểu. Đó là bây giờ, à, bây giờ các bạn có một cái quả tim như vậy thì, à, đây là hai tâm nhĩ và hai tâm thất nha, hai tâm nhĩ và hai tâm thất, ở giữa này là cái gì các bạn, giữa này là giữa hai cái tâm thất là, à, vách liên thất, thì đại diện đây ngay vị trí này là vách liên thất nha, à, người ta sẽ cho ra những cái hình ảnh sống như vậy. Rồi thành sao thất trái, nói chung là thất trái nha, là hình ảnh như thế này, là cái cơ thất, cái khu vực dày như vậy nè là cơ thất nha, cái khu vực dày là vách liên thất nha, là vách liên thất. Thì tại sao cái này là cái gì các bạn, hình ảnh của thì giai đoạn tâm trương đúng không, giai đoạn tâm trương là giai đoạn nhận máu về, còn giai đoạn này là giai đoạn tâm thu đúng không, giai đoạn tâm thu, ừ. Thì người ta sẽ lấy, à, tâm thu, à, chia cho tâm trương để người ta xem coi cái EF của bệnh nhân là bao nhiêu, tức là cái khả năng mà tống được bao nhiêu máu ra khỏi buồng tim trái, đó là phân suất tống máu của thất trái. Nếu trên 50% là bình thường đúng không các bạn, trên 50% là bình thường, à, dưới 50% là bắt đầu có suy tim ha, còn suy tim phân suất tống máu còn bảo tồn hay là phân suất giảm phân suất tống máu thì, à, có tiêu chuẩn trong bài nha. Rồi bây giờ rối loạn vận động vùng là gì, rối loạn vận động vùng là gì? Bây giờ một cái nhánh động mạch vành ha, một nhánh động mạch vành giả sử nó nuôi không được cho cái thành bên của thất trái đi ha, nó nuôi không được cho cái thành bên của thất trái là thành dưới này nè, thì nó sẽ làm cho thành bên thất trái nó không đập nữa, nó gọi là vô động, nó đứng yên vậy đó. Còn cái thằng vách liên thất thì nó cứ
nó cứ vận động bình thường, nó cứ co bóp co bóp co bóp co bóp nha, nó co bóp. Thằng này thì không làm việc nữa các bạn, nó đứng yên chỗ nha, đứng yên chỗ. Đó gọi là vô động thành sao thất trái. Nếu mà thằng này nó không, nếu mà Bách Liên Thất không vận động thì là vô động Bách Liên Thất. Còn loạn động là sao? Loạn động là bây giờ cái anh đáng lẽ là trong cái giai đoạn thời kỳ tâm thu, cái anh mà gọi là cơ thất trái, anh đáng lẽ anh phải bóp lại, nhưng mà bây giờ anh lại giãn ra. Đến giai đoạn tâm trương anh lại bóp lại nha, nó như vậy đó, nó như vậy đó. Thay vì cái giai đoạn đó nó anh phải bóp lại thì anh bây giờ anh lại giãn ra, cái giai đoạn tâm thu anh lại giãn ra. Cái anh Bách Liên Thất thì anh cứ co bóp bình thường các bạn, anh cứ làm việc bình thường đó. Cái anh này như vậy. Rồi các bạn thấy, nhìn thấy như vậy, các bạn nhìn thấy khi mà đo ơ ép thì như thế nào, cái thời điểm mà nó loạn động thì khi các bạn đo ơ ép thì nó là sao, thậm chí nó còn cao hơn cả cái ơ ép này nữa các bạn, nó còn cao hơn cái ơ ép mà đo bằng cái lúc bình thường nữa. Các bạn thấy ghê gớm không? Ghê gớm. Như vậy chứng tỏ là nó bóp mạnh quá đúng không? Cái đây là điều sai lầm khi đo ơ ép ở trên lâm sàng các bạn sẽ gặp hoài. Các bác sĩ siêu âm tim đó các bạn, ở trong cái quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế, ở trong cái quá trình mà học siêu âm tim đều có nói, đều các thầy cô đều có nói. Bây giờ anh đối với bệnh nhân mà bị thiếu máu cơ tim nha, bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim thì người ta đã có rối loạn vận động vùng, thì anh không thể đo ơ ép bằng cái phương pháp này gọi là phương pháp Echocardiogram được, mà anh phải đo cái phương pháp Simpson các bạn, phải đo bằng cái phương pháp Simpson. Thì cái Simpson là sao, chút xíu anh nói. Thì anh khi mà anh nói anh gặp bác sĩ đó, anh nói bác sĩ đo đo dùm bằng cái phương pháp Simpson, bác sĩ đó hỏi anh đo đó cái đó là sao vậy bác. Rồi các bạn biết đến mức độ á là bây giờ người ta không biết, anh ngồi vào anh chỉ người ta luôn, chỉ là ở cái phương pháp Simpson này làm gì này làm gì, xong rồi các bạn vẫn không đo là không đo, vẫn không đo cái phương pháp Simpson là không đo. Bạn biết là gọi là làm việc không có cái tâm á, đến mức độ như vậy. Để cho các bạn hiểu là đối với cái chuyện là người nhà của các bạn, nếu như mà không được có bệnh lý thiếu máu cơ tim mà không được đo bằng cái phương pháp Simpson là nó không phản ánh đúng cái ơ ép đâu, ơ ép này bị sai. Và chính vì điều đó trên lâm sàng các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều bệnh nhân suy tim các bạn. Đi cho những cái bác sĩ mà không có tâm siêu âm tim á, thì những bác sĩ đó sẽ làm cái chuyện gọi là đo ơ ép cao lắm, nhưng thật sự trên lâm sàng của bệnh nhân bị rất nặng, thậm chí cần thiết phải truyền cái thuốc trợ tim luôn. Đó. Anh cái này gặp rất thường trên lâm sàng, anh không phê phán, anh chỉ nói cho các bạn hiểu về cái chuyện là trên lâm sàng các bạn có thể gặp những cái vấn đề đó, và các bạn sẽ quan tâm đến cái cách nào là cái cách làm đúng ha các bạn. Cho nên về mặt lâm sàng, những bệnh nhân của anh á, anh mà nghi ngờ là ơ ép đo không chính xác thì anh sẽ tự tay anh làm lại. Những bác sĩ về làm lâm sàng về tim mạch thì đều học siêu lớp siêu âm tim, siêu mạch máu và tự làm cho bệnh nhân của mình, thì người ta mới nhìn thấy những cái chuyện người ta cần thấy. Chứ nếu không mà giao cho những cái người khác thì người ta, những cái người làm việc có tâm thì tốt rồi, những người làm việc không có tâm thì sẽ rất là nguy hiểm các bạn, rất là nguy hiểm. Thậm chí là cứ cứ cơ tim vận động bình thường không có rối loạn vận động vùng, mà trong khi đó chia ra những cái vùng người ta bị rối loạn rất nhiều các bạn, cũng cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại thường quá thường thấy trên lâm sàng. Cho nên đừng 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 có tin mù quáng vào cái ơ ép để mà các bạn quyết định điều trị. Các bác sĩ tim mạch không bao giờ tin cái ơ ép của người khác đo các bạn, cho đến người ta phải kiểm tra lại nhiều lần. Rồi đo cái bằng cái phương pháp Simpson là sao? Các bạn đi mà các bạn thấy người nào mà cắt được cái bốn buồng tim bằng cái hình ảnh giống giống như vậy ha, là bốn buồng tim, bốn buồng tim, hai tâm nhĩ hai tâm thất các bạn, hai tâm nhĩ hai tâm thất, hoặc là người ta chỉ người ta cắt cắt cái buồng thất trái thôi, cắt cái buồng thất trái thôi. Đây là cái buồng thất trái cái thời kỳ tâm 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 trương nha, tâm trương, cái buồng thất trái cái thời kỳ tâm thu, cái thời kỳ tâm thu. Rồi, bây giờ ví dụ như là người ta sẽ sử dụng cái phương pháp Simpson là người ta lấy thầy thất
thể tích của thời kỳ tâm thu, người ta chia cho thể tích của thời kỳ tâm trương. Vì một lý do gì đó, cái tim của bệnh nhân mà vô động hoặc là loạn động cái thành sao thất cái, ví dụ vậy, thì cái thành sao thất cái nó không vận động các bạn, nó không vận động thì nó sẽ giãn nở ra không được tốt, nó giãn nở nó làm việc không được tốt. Rồi cái giai đoạn thời kỳ tâm thu nó còn nó như vậy, điều vậy. Cái này là bàn hai lá ha. Như vậy thì người ta sẽ vẫn lấy cái thời kỳ tâm thu chia cho thời kỳ tâm trương bằng cách tính thể tích như vậy. Nó có cái trên cái máy nó có các bạn làm chỉ trong vòng 30 giây là xong rồi, 30 giây là xong rồi, nhưng người ta lại không làm, người ta dùng cái phương pháp kia người ta làm, kinh khủng lắm các bạn. Như vậy thì cái phương pháp này nó sẽ đo chính xác nha các bạn. Đây là khuyến cáo của thế giới, và thậm chí Việt Nam của mình hiện tại đã lâu lắm rồi các bạn đưa vào cái quy trình kỹ thuật cho tất cả những bệnh các bác sĩ siêu âm tim, nhưng không làm là không làm. Có những bác sĩ không làm là không làm, không biết lý do tại sao. Cái này nói để anh Hân phê phát, để các bạn biết là ông bà cha mẹ của các bạn có những cái vấn đề thì các bạn chịu khó xem ha, xem và nhờ những bác sĩ đó đo bằng pháp siêu âm sinh dùm ha, cho nó chính xác. Theo dõi cái chuyện ơ ép nó cực kỳ quan trọng các bạn. Rồi, vấn đề là nếu siêu âm tim mà không thấy rõ ràng cái vấn đề rõ rối loạn vận động vùng thì người ta sẽ chỉ định đến siêu âm tim gắng sức. Nhưng khi siêu âm tim gắng sức phải tiêm thuốc làm cho bệnh nhân đến có thể rơi vào cái chuyện gọi là hội chứng vành cấp, nguy hiểm lắm các bạn. Cho nên là cái vấn đề về vai trò của siêu âm tim gắng sức, điện tâm đồ gắng sức sau này nó bị kém đi nhiều lắm rồi. Người ta thay thế bằng cái gì? Đây là các cái bước để giúp cho các bạn chẩn đoán và có cái hướng để chẩn đoán lâm sàng nha, và cái phương hướng để mình tiếp cận điều trị cho bệnh nhân nha. Thì các cái bước nằm trong bài hết, đánh giá cũng như chăng như mình học nãy giờ thôi, là xem xét các cái bước cho các bạn đó, đánh giá khám bệnh, ổn bệnh, rồi đánh giá cái vấn đề liên quan đến yếu tố nguy cơ, rồi các bệnh lý đi kèm, rồi thăm dò những cái cận lâm sàng cơ bản nha, cơ bản thôi nha. Rồi, đánh giá xác suất tiền nhiệm là cái bước tiếp theo. Xác suất tiền nhiệm là gì? Cha mẹ của các bạn đang ở mức độ khoảng 62 tuổi đi. Như vậy thì nếu cha của các bạn mà có dấu hiệu đau ngực thì cái khả năng đau ngực điển hình đó các bạn, kiểu mạch vành thì ba có đầy đủ ba yếu tố nha. Thì cái khả năng mắc bệnh lý động mạch vành là 44%. Nha, khả năng mắc bệnh lý động mạch vành là 44%, nhưng mẹ của các bạn là thấp hơn nha. Thì các cái đau thắt ngực không điển hình thì những cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn nha. Đây là cái xác suất tiền nhiệm, tức là trước khi các bạn sẽ đánh giá các cận lâm sàng khác để chuyên biệt hơn, sâu hơn để xác định chẩn đoán. Thấy thấp quá các bạn, cái khả năng BTB này nó thấp quá, nhưng mà không phải đâu, chỉ cần từ 5% trở lên nha, từ 5% trở lên là đã phải tính tới cái chuyện gọi là làm những cái xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá bệnh động mạch vành. Nếu mà dưới 5%, nếu mà tỷ lệ BTB này mà dưới 5% trong những bạn này nè, dưới 5% thì các bạn loại trừ cái bệnh lý mạch vành đi. Cái đó coi chừng các bạn khai thác sai đó nha, khai thác sai. Hoặc là cái người mà từ 30 cho tới 39 tuổi mà nam mà đau ngực, cái kiểu mạch vành hiếm lắm nha các bạn. Tỷ lệ này khoảng 3% thôi, khoảng 3% thôi. Trừ khi nào có những yếu tố làm tăng cái khả năng mắc bệnh động mạch vành lên, ví dụ như điện tâm đồ nó có bất thường nha, có điện cái siêu âm tim nó có bất thường về cái rối loạn vận động vùng, thì nó gọi là tăng cái BTB lên, nó làm tăng cái BTB lên, làm tăng cái xác suất tiền nhiệm lên. Như vậy thì phải tính tới cái chuyện gọi là chụp động mạch vành cho bệnh nhân được ha. Còn dưới 5% không có yếu tố làm tăng cái nguy cơ mắc động mạch vành, không có yếu tố nào làm tăng cái BTB lên, thì các bạn sẽ loại trừ, được không? Sẽ loại trừ bệnh động mạch vành. Như vậy thì BTB mà trên 5% thì sẽ tính tới cái chuyện là động mạch vành, chụp cắt lớp vi tính động mạch vành có cản quang nha, có sử dụng thuốc cản quang, chi phí khoảng khoảng dao động khoảng từ 2,5 triệu cho tới 3 triệu của các bạn
2 triệu rưỡi 3 triệu. Cái này phải sử dụng chụp cắt lớp khoảng từ 64 lát cắt trở lên, máy 64 lát cắt trở lên mới được nha. Bệnh nhân sẽ phải đi vào trong một cái máy chụp có những cái tia X để mà cắt động mạch vành ra thành từng lát cắt nhỏ, và người ta có thể dựng hình 3D luôn để xem cái hình ảnh động mạch vành rất là đẹp nha. Tí xíu mình coi cái phần đó. Thì cái sau đó nếu như mà cái chụp động mạch vành thấy hẹp động mạch vành, nếu mà dưới 90%, nếu mà trên 90% thì phải chụp và can thiệp động mạch vành qua da luôn. Nếu như mà trên 90% một cái nhánh nào đó, các bạn sẽ thấy là không có điều trị nội khoa nó cải thiện được tốt đâu các bạn. Và nguy cơ mà nó đang bệnh nhân đang ổn định, đang vậy đó, tự nhiên bệnh nhân ngã lăn ra, bệnh nhân rơi vào hội chứng động mạch vành cấp, lúc đó nguy hiểm cho bệnh nhân. Cho nên là chụp động mạch vành cái để coi hẹp bao nhiêu nhánh nè, bao nhiêu nhánh trên 70% cần can thiệp nè, rồi bao nhiêu nhánh các bạn sẽ cần can thiệp cấp cứu, cần can thiệp gọi là cần điều trị nội khoa thôi ha, hay cần điều trị nội khoa thôi. Đây, điều trị nội khoa thời gian thì sao, không hiệu quả còn triệu chứng hoặc là tiến triển cái CCS lên ha, thì chụp động mạch vành qua da và can thiệp luôn, đặt stent luôn nha. Nhưng mà trên 90% là phải đặt stent ngay từ đầu nha, tức là chụp động mạch vành, chụp cắt lớp vi tính là hàng đầu, là tiếp cận ngay từ đầu nha. Cho nên là mấy cái khác là mình bỏ rồi. Các bạn phát ra đăng nhập lại liền giùm anh nha. Đây, mình trao đổi tiếp ha. Như vậy thì khi mà các bạn đánh giá cái xác suất tiền nhiệm nha, đánh hội bệnh khám lâm sàng rồi làm cận lâm sàng gì hết rồi, nghi ngờ là có bệnh lý động mạch vành, đánh giá xác suất tiền nhiệm đi về làm cho cha mẹ ông bà các bạn có không nha. Rồi sau đó ước tính khả năng con có làm tăng cái xác suất tiền nhiệm nó lên hay không nha. Rồi sau đó các bạn thấy là chỉ cần trên 5% là bắt đầu đem, có thể là nếu bệnh nhân có thể gọi là có khả năng kinh tế thì cho bệnh nhân chụp động mạch vành các lớp vi tính có cản quang nha, có cản quang thì cái chi phí là vậy đó, khoảng 2 triệu rưỡi tới 3 triệu gì đó nha. Còn nếu bệnh nhân không có khả năng thì mình cứ điều trị nội khoa thôi, đúng không các bạn? Điều trị nội khoa, nếu điều trị nội khoa không cải thiện thì tính tới cái chuyện gọi là chụp can thiệp động mạch vành qua da luôn đi. Còn nếu như bệnh nhân cải thiện thì cứ tiếp tục, đó là tùy điều kiện kinh tế của bệnh nhân nha các bạn. Còn những cái vấn đề gọi là thăm dò không xâm lấn khác thì nó ít cái gọi là ứng dụng trên lâm sàng rồi, ít ứng dụng. Cái vấn đề là chụp động mạch vành qua da là sao? Đây là một cái thủ thuật xâm lấn nhưng xem xét được tận trong lòng động mạch vành. Các bạn khi xem được trong lòng động mạch vành thì cái này cũng mới gọi là tiêu chuẩn vàng để xác định bệnh lý động mạch vành nha các bạn. Chụp động mạch vành qua da được gọi là tiêu chuẩn vàng để xác định là có hẹp động mạch vành hay không, chứ không phải chụp các lớp vi tính mình nói là có hẹp động mạch vành, đây không phải là tiêu chuẩn vàng được ha. Em chụp động mạch vành qua da, nhưng mà trên lâm sàng thì chụp động mạch vành qua da chi phí chắc cũng phải trên 5 triệu, khoảng 5 cho tới 10 triệu gì đó các bạn
tùy theo bệnh viện phải bơm thuốc cản quang, phải tăng cái yếu tố tăng đông của bệnh nhân lên, có nhiều cái vấn đề là có thể là bệnh nhân bị tử vong trên bàn mổ do những cái chuyện đông máu cho cái chuyện mình đặt cái gai que các bạn, những cái ống thông á đi vào trong mạch máu trong lục động mạch ha, của bệnh nhân. Qua cái bài bài nhồi máu hội chứng bệnh cấp mình sẽ xem cái thủ thuật này nó là gì nha. Rồi người ta sẽ đặt stent khi mà thấy có hẹp ha, cho nên là cái thủ thuật này trừ khi nào người ta có chỉ định là người ta nghi ngờ can thiệp luôn, người ta mới mới cho chụp động mạch vành qua da thôi, chứ hiếm khi nào người ta chụp thường quy đối với tất cả những bệnh nhân mà bệnh động mạch vành lắm. Hiện tại thì cái chụp cắt lớp vi tính động mạch vành được xem như là một cái chuyện gọi là có thể là gọi là tăng cái tỷ lệ chụp lên ha các bạn. Còn cái trước đây mình nước mình nghèo quá, cái số lượng mà máy chụp cắt lớp nó ít lắm, cho nên là người ta đưa lên cái chuyện gọi là người ta cho bệnh nhân đi làm cái điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim gắng sức, nó nguy hiểm cho bệnh nhân, nhưng chụp động mạch vành thì nó an toàn hơn nha. Như vậy thì bắt đầu mình tính tới cái chuyện là mình phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân, cái chuyện các phương pháp thăm dò ha các bạn, các phương pháp thăm dò thì các bạn xem xét nha trong bài nha, chụp các lớp vi tính hoặc là chụp động mạch vành qua da thì nó là hai cái vấn đề là sử dụng nhiều trên lâm sàng. Chụp động mạch vành qua da mới là tiêu chuẩn vàng nha. Rồi, trong cái hội chứng động mạch vành mạn, anh nhắc lại các bạn đánh giá cái xác suất tiền nhiệm, nhưng mà khi mà đánh giá cái yếu tố nguy cơ thì các bạn sẽ đánh giá vào theo cái thang điểm score nha, theo thang điểm score giống như của rối loạn chuyển hóa lipid vậy ha, rối loạn chuyển hóa lipid. Khi điều trị ở bệnh nhân mà bệnh lý động mạch vành thì người ta những cái bệnh lý khác như anh nhắc đi nhắc lại đó, mình có năm cái vấn đề cần cần giải quyết. Thứ nhất đó là điều trị nguyên nhân, cái thứ hai điều trị các cái yếu tố nguy cơ, thứ ba là điều trị di chứng biến chứng, thứ tư là điều trị bệnh nền, thứ năm mới là điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng lúc nào cũng đứng hàng chót hết, nhưng trong bệnh lý động mạch vành thì bệnh nhân người ta đang đau ngực, đang co thắt động mạch vành dữ dội, đang hẹp động mạch vành cần máu nuôi, thì cái triệu chứng chỉ giảm triệu chứng đau thắt ngực các bạn đưa lên hàng đầu, phải giảm đau ngực cho người ta, phải giãn động mạch vành ra cho người ta ha, càng sớm càng tốt các bạn. Cho nên cái chuyện gọi là bệnh động mạch vành những bệnh nhân đó đó sẽ được tư vấn là nên có cái loại thuốc đó bỏ vào túi bất kỳ lúc nào, đi đâu cũng đem theo, giống như bệnh nhân hen phế quản nó có chai xịt các bạn, giống như bệnh nhân mà tăng huyết áp thì có Captorin vậy đó. Vấn đề điều trị như thế nào, điều trị như thế nào, về vấn đề giảm đau ngực thì mình sẽ nói phía sau. Các cái phương pháp điều trị không dùng thuốc giống như là của tăng huyết áp các bạn tham khảo nha. Giảm đau bằng cái nhóm nitrat thì trên lâm sàng nha, trên lâm sàng các bạn có isosorbide mononitrat, là ISMN. ISMN. Isosorbide mononitrat. Một gốc nitrat các bạn, mono là một gốc nitrat. Đây, các bạn có ISDN, isosorbide dinitrat, và một cái thuốc khác là lenitan, isosorbide dinitrat, có nitrat nữa. Thì cái số lượng nitrat nó càng nhiều nó càng có ý nghĩa như thế nào, nó càng nhiều thì nó tác dụng càng kéo dài ha các bạn, nó giúp cho bệnh nhân uống ít lần lại, nó giúp cho bệnh nhân giảm mặt cũng giống như giảm đau ngực vậy đó ha, giống như những cái thuốc khác. Nhưng mà cái thằng vô tình ha các bạn, cái thằng isosorbide mononitrat thì nó lại có tác dụng ngắn hơn, có tác dụng ngắn hơn. Còn cái thằng isosorbide dinitrat hoặc là tetranitrat hoặc là trinitrat nó lại tác dụng kéo dài quá, nó không được dùng để cho bệnh nhân giảm đau nhanh nha. Nếu bệnh nhân có được cái nitroglycerin mà dạng xịt hoặc là ngậm dưới lưỡi hoặc là dán dưới da thì quá tốt rồi,
nhưng mà Việt Nam của mình hiện tại nó mất đi cái hàng nitroglycerin này rồi các bạn, tác dụng nhanh này, có viên ngậm dưới lưỡi nhưng mà mất rồi, thì các bạn sẽ sử dụng cái hàng isosorbate mononitrate này. Viên trên lâm sàng mình có cái viên 30 mg là viên Imdu á ha, viên 30 mg hoặc là 60 mg, 60 mg các bạn. À, thì cái viên này là cái viên nó được bao bởi bởi cái bao mà tác dụng gọi là phóng thích chậm, uống vào trong người thì khoảng nửa tiếng sau có tác dụng, mà bắt đầu nó kéo dài thời gian tác dụng được khoảng 12 tiếng đồng hồ. À, các bạn 12 tiếng đồng hồ, một ngày uống một lần, một ngày uống một lần thôi. Rồi vấn đề là bây giờ có bẻ ra khi uống hay không? Một số bác sĩ trên lâm sàng sợ bệnh nhân bị tụt huyết áp, cho bệnh nhân uống phân nửa viên thôi, nó mất đi cái tính bảo vệ, mất đi cái tính phóng thích chậm rồi các bạn, nó phóng thích rất nhanh cho nên nói chuyện là nó không đạt được tác dụng 12 tiếng đâu. Cho nên cái việc mà cái viên đó mà bẻ nửa ra để mà uống, để mà duy trì cái chuyện là giảm đau ngực cho bệnh nhân là sai lầm nha. Mà cái viên này không được bẻ ra trừ khi nào bệnh nhân đang ở cơn cấp, ví dụ bệnh nhân đau ngực cấp, bệnh nhân có thuốc này bỏ túi nha các bạn, đau ngực cấp bẻ cái này ra cho bệnh nhân ngậm dưới lưỡi. Nhưng mà do cái viên bao phin này nó làm giảm hấp thu lắm các bạn, cho nên là các bạn sẽ cho bệnh nhân tán nhỏ ra đi, tán nhỏ ra và hãy ngậm dưới lưỡi, nó sẽ hấp thu thẳng về 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 tim luôn, nó không bị chuyển hóa bởi gan ra, thì nó sẽ giúp cho giãn động mạch vành, tìm nhanh chóng và tiền chuyện trong suy tim cấp đó các bạn, truyền cái này vào giãn luôn cả cái giường mạch mạch phổi ha, giãn cái hệ thống tĩnh mạch, giảm được cái tiền phải ha, giúp làm giảm xung huyết phổi, giảm phù phổi cấp ha, rất là hiệu quả. Cho nên là trong cái chuyện người là họ bệnh mạch vành thì nó giảm đau ngực, nó giãn các động mạch ra, động mạch vành nha các bạn, chủ yếu là giãn tĩnh mạch nhưng mà nó giúp làm giãn động mạch vành ha, giãn tĩnh mạch ngoại biên. Đây, bây giờ uống thuốc này bị đau đầu các bạn, đau đầu à, có thời điểm anh lúc mà mới về nghe bệnh nhân than đau đầu, anh nói ủa sao bệnh nhân uống thuốc lại đau đầu, đau đầu chỗ nào, cái anh mới lấy bẻ một gốc tư ISDN các bạn, cái viên đó là rì sọt đăng, bẻ gốc tư anh ngậm dưới lưỡi nửa tiếng sau nó mới có tác dụng các bạn, tại nó gấp hai gấp nitrat, dẫu cho ngậm đi nữa thì nó cũng tác dụng rất là chậm ha. Thì đó nó khoảng nửa tiếng sau anh bắt đầu anh cảm giác nhức đầu vùng trán các bạn, cái đầu vùng trán và cảm giác nghẹt nghẹt cái lỗ mũi, thì các bạn biết là khi mà bệnh nhân, khi mà anh biết được cái triệu chứng đó, bệnh nhân mà nói là anh nói y chang à. Đấy, vậy anh giải thích bệnh nhân trước luôn, uống cái này có thể sẽ xảy ra cái vấn đề đó đó, nhức đầu vậy đó. Thì khi cô bác mà uống như vậy, nếu mà có đau đầu khó chịu quá thì quay lại còn đổi thuốc khác, hoặc là còn tức là lúc đó anh sẽ đổi qua cái nhóm ví dụ như đang xài dinitrat, anh đổi qua mono hoặc là trinitrat, có thể bệnh nhân hết đó các bạn. Nhưng mà một số bệnh nhân á, chịu đựng được cái chuyện nhức đầu 3 ngày sau bệnh nhân dung nạp được thôi nha, 3 ngày sau. À, và cái vấn đề nitrat này nữa thì các bạn nó phải có mở cửa sổ cho nó là khoảng 10 tới 14 giờ không có nitrat các bạn. À, có thể các bạn xài một lần một ngày thôi, ban đêm không xài, ban đêm bệnh nhân ngủ không xài để giảm đau, bởi vì nếu các bạn xài mà cứ nitrat mà 24 tiếng thì nó sẽ lờn thuốc, thậm chí truyền cũng truyền không quá 24 giờ các bạn, nó sẽ bị lờn thuốc á, quá 24 giờ là phải chuyển qua thuốc viên thôi nha, để xài một lần thôi, mở cửa sổ không có nitrat đó, vậy đó gọi là cửa sổ không có nitrat nha. À, cái vai trò của nitrat nó là vậy, chống chỉ định dưới huyết áp tụt dưới 90 mm thủy ngân nha, an toàn cho các bạn là khoảng trăm nha, từ trăm trở lên thì các bạn xài an toàn. À, rồi đó là nitrat, thuốc nitrat giảm đau không có tác dụng cải thiện tỷ lệ tử vong nha các bạn, chỉ là thuốc điều trị triệu chứng bỏ túi, khi nào đau ngực thì uống, không đau thì thôi nha. Nhưng cái thuốc mà điều trị những cái gọi là cải thiện được tỷ lệ tử vong giống như trong suy tim vậy đó, chạng beta giao cảm là một trong những thuốc bắt buộc phải cho, bắt buộc phải cho. À, đây cơ chế nó làm giảm cái chuyện kích thích cái hệ thần kinh giao cảm lên nha, nó làm giảm cái chuyện gọi là cơ tim co bóp nhanh quá mạnh quá, nó sẽ làm tăng cái chuyện như tăng nhu cầu lên, thì tăng nhu cầu oxy cơ tim lên nhưng mà cái cung cung cấp không đủ thì bệnh nhân sẽ rơi vào cái chuyện là đau ngực nhiều hơn, chuyển hóa yếm khí nhiều hơn thì đau ngực nhiều hơn nha.
Rồi, cái chuyện như vậy thì nó sẽ làm giảm tái cấu trúc cơ tim luôn nha. Khi mà tim nhịp tim chậm lại thì nó kéo dài cái thời gian tâm trương ra. Kéo dài thời gian tâm trương ra thì chuyện gì? Thời gian tâm trương là giúp nuôi máu nó đi vào trong cái động mạch vành, nó nuôi tim, đúng không các bạn? Nó vừa nuôi tim ngoài, nó vừa nuôi tim ở trong lòng, trong tim luôn. Rồi, cơ các cái tim nha. Thế như vậy thì cơ tim nó sẽ chống chọi được tốt hơn, nó sẽ được tưới máu tốt hơn, nó giảm đột tử các bạn, nó giảm tỷ lệ đột tử. 10 người các bạn cũng cứu được hết 3-4 người. Rồi, đây là thuốc bắt buộc phải cho nha. Metoprolol và Bisoprolol là hai thằng được sử dụng nhiều nhất trên lâm sàng hiện nay. Đó là thuốc ức chế beta 1 nha, ức chế beta 1 là ức chế beta chọn lọc trên beta 1 đó nha. Carvedilol sử dụng cho những bệnh nhân EF thấp nha, EF dưới 40% nha. Nó tác động luôn trên cả ức chế luôn cả hệ alpha luôn nha. Rồi, bây giờ nếu có chống chỉ định với cái beta thì bạn chuyển qua cái nhóm khác, đó là nhóm 5-dihydropyridine, nhóm ức chế kênh canxi mà không có hoạt tính giao cảm, nhóm ức chế kênh canxi không có hoạt tính giao cảm. Thì ức chế kênh canxi không có hoạt tính giao cảm này nha, không có hoạt tính giao cảm này nha. Đó, nó giúp làm chậm nhịp tim lại, làm cũng làm kéo dài thời gian tâm trương ha. Như vậy thì làm giúp làm cải thiện được tỷ lệ tử vong. Nhưng thằng này cũng chống chỉ định trong suy tim các bạn, chống chỉ định suy tim. Nhưng mà cái thằng ức chế beta mới là cái thằng được lựa chọn hàng đầu nha, được lựa chọn hàng đầu. Vì thông qua cái cơ chế của catecholamine ha. Rồi, cái nhóm dihydropyridine còn vai trò hay không? Giả sử như bệnh nhân của các bạn đang điều trị bằng cái amlodipine hoặc là phenylalanine hoặc là nifedipine để hạ áp, thì trong cái hạ áp, trong cái bệnh mạch vành, tất cả những bệnh nhân mà đang xài amlodipine hoặc phenylalanine hoặc nifedipine gì đó, tức là nói chung là nhóm dihydropyridine, nhóm có hoạt tính giao cảm, người ta sợ tăng nhịp tim lên, tăng nhu cầu oxy cho tim lên, cho nên người ta sẽ chuyển qua nhóm ức chế men kiểm hoặc là nhóm ức chế cụ thể angiotensin 2. Rồi hết các bạn. Nếu như mà không kiểm soát được huyết áp nữa thì người ta mới phối hợp thêm cái thằng amlo hoặc là phenylo, nó tăng nhịp ít thôi nha. Nhưng mà phải chuyển ngay từ đầu để mà nó giảm tái cấu trúc cơ tim luôn nha các bạn, giảm tái cấu trúc cơ tim luôn. Verapamil và diltiazem nó có cái vai trò đó nữa nha. Rồi, vấn đề là bây giờ nếu mà không có, bây giờ bệnh nhân suy tim rồi, chống chỉ định với cả ức chế beta, bệnh nhân vừa suy tim mà lại vừa hen phế quản nữa, chống chỉ định ức chế beta, chống chỉ định với ức chế kênh canxi luôn, nhưng mà nhóm 5 dihydropyridine. Bây giờ mình tới một cái nhóm khác, đó là nhóm cái ức chế kênh IF của nút xoang. Qua bài rối loạn nhịp mình sẽ có cái kênh này nha. Thì cái kênh đã được bị ức chế thì nó sẽ gây ra cái chuyện là nó làm chậm nhịp lại. Có thuốc đại diện là ivabradin nha, thay thế nicoranin trên lâm sàng mình ít có, cho nên các bạn tham khảo biết là nó có một cái loại khác thôi. Còn trimetazidin, các bạn nào có ông biết có lấy thuốc cho ông bà cha mẹ thì chắc cũng biết cái viên này rồi. Nó là được xem như là thần dược trước đây ha, ở cái thời điểm mà nó mới ra. Nó được khuyến cáo là nó được quảng cáo là thuốc làm giảm cơn đau thắt ngực, làm tăng cái khả năng chống chọi của các cái tế bào cơ tim trong tình trạng bị thiếu oxy ha, giảm nó làm cho cơ tim khỏe mạnh lên ha. Và như vậy thì các bạn thấy là nếu như mà bệnh nhân mà sử dụng cái trimetazidin rất là thường xuyên, thậm chí là hiện tại cũng vẫn còn nữa các bạn. Một số ông bà cụ ra ngoài nó mệt hoặc là nặng ngực gì đó, cứ đi ra ngoài tiệm thuốc tây, nó bán cho tôi một vỉ thuốc màu đỏ, thuốc trợ tim màu đỏ là trimetazidin đó các bạn. Cái viên này hiện tại nó được khuyến cáo đứng hàng thứ tư, là cái bước điều trị thứ tư đó các bạn, bước điều trị thứ tư. Tại vì khi các bạn đã điều trị xài hết tất cả các thuốc ở trên rồi mà bệnh nhân không giảm đau ngực thì mới xài tới hàng này nha các bạn. Một cái viên thuốc xịn nó mắc tiền mà nó lại
cái tác dụng của nó không bao nhiêu hết trơn nha. À, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ nguy hiểm. Ồ, có hai bạn tên là Nguyễn Đan Trường, anh thấy sao cái mã số sinh viên sao nó lạ quá, hoặc là với lại Nguyễn Quang Tâm. À, có hai bạn này ở trong trong lớp mình không các bạn? Hai bạn này đang ở danh sách chờ nè, anh không dám đưa vào. À không có ha, rồi vậy anh không không đưa vào nha. À, ok, cảm ơn các bạn. À, như vậy thì về nhà biết mình biết rồi, về nhà nói là ông bà cha mẹ ơi đừng có uống cái trimetazidine này, nó vừa mất tiền mà nó vừa không có hiệu quả bao nhiêu hết, mà nó lại gây cái chuyện gọi là rung nữa các bạn, rung rung tay chân nhé, rung tay. Ồ, đây bước 4 mới là cái bước mà sử dụng cái trimetazidine các bạn, bốn nha. Các bạn xem cái này trên lâm sàng xài từ từ, không 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 có gì phải gấp gáp hết. Cha mẹ ông bà các bạn có thì các bạn cứ đối chiếu vào trong cái bản đó các bạn xem thêm nha. Cái loại thuốc thứ hai bắt buộc phải cho, à, không cho là có lỗi với bệnh nhân nữa, tại vì cái thuốc này nó tác động vào cái cơ chế, đúng không các bạn? Bệnh nhân bị bệnh mạch vành thì có mảng xơ vữa, có LDL cholesterol nó làm gây hiện tượng viêm, nó gây phóng động các cái bạch cầu, nó gây kết tập tiểu cầu, như vậy thì phải xài kháng kết tập tiểu cầu thôi, đúng không? À, vậy thì xài trong bệnh động mạch vành mạn là xài kháng kết tập tiểu cầu đơn, xài một loại thôi nha. Mình có tới mấy loại kháng kết tập tiểu cầu là mọi người xài một loại thôi, xài aspirin là hàng đầu, là khuyến cáo hàng đầu là aspirin. Cái viên nó có hai mấy đồng mà các bạn của Việt Nam xài được thôi. À, viên hai mấy đồng, bốn mấy đồng gì đó thì theo hãng. À, bán ra chắc cũng khoảng mấy trăm, nên sản xuất có hai mấy đồng ha. Đây các bạn biết là viên này nó là 81 mg nha, uống nó có tác dụng, vừa có tác dụng thông qua cái chuyện gọi là chống kết tập tiểu cầu, nó làm giảm cái chất lượng tiểu cầu, giảm cái tiểu cầu dính với nhau, nó còn làm cái chuyện là kháng viêm nữa các bạn. Thì các bạn coi coi các phim của nước ngoài thì các bạn cũng biết là ở nước ngoài người ta sốt người ta chỉ có aspirin thôi, đúng không? Không có paracetamol nữa các bạn nha. Ra tiệm thuốc tây chỉ bán được cái aspirin để hạ sốt thôi, kháng viêm nha. Thì vai trò của nó là nền tảng nha, là nền tảng một trong những cái chuyện là bắt buộc phải cho nha, bắt buộc phải cho. À, bây giờ uống mà vào mà uống lúc đó đói thì nó sẽ bị kích ứng dạ dày, nên được khuyên là uống sau ăn, uống sau ăn. Nhưng mà nó kích ứng dạ dày quá, một số bệnh nhân bị khó chịu quá cái bắt đầu người ta bỏ thuốc, cho nên là đa số bác sĩ trên lâm sàng sẽ xài cái clopidogrel các bạn, là một cái dạng chống kích tập tiểu cầu khác nè, nó không có bị không có ảnh hưởng lên dạ dày nha. Thì viên nó là 75 mg, uống lận ngày thôi. Mà các bạn biết viên hàng hàng xịn á là nó 25.000, clopidogrel hàng xịn 25.000, còn cái clopidogrel hàng giảm giảm chút xíu thì nó cũng khoảng 3-4.000 gì đó, có loại ngàn mấy thì anh không biết tác dụng nó là sao nữa. Thì tiền nào của nấy nha, tiền nào của nấy, nguy hiểm lắm. Các cái nguy cơ tắc mạch, nguy cơ chảy máu các bạn tham khảo trong bài, các cái dạng mà cái clopidogrel á các bạn, xin lỗi các bạn, các cái dạng chống kích tập tiểu cầu thì bao gồm có aspirin, clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban, ticagrelor. Các cơ chế sâu hơn thì qua bên bài hội chứng bệnh cấp anh sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh cái cơ chế sâu hơn của nó nha. À, như vậy thì chống kích tập tiểu cầu đơn xài aspirin hoặc là một viên, hoặc là clopidogrel một viên ha. Trên lâm sàng có hai loại đó thường xài, có loại nào xài khác nữa, bệnh nhân có tiền thì xài xài thuốc xịn hơn nữa, ticagrelor hay là cantrelor hay là gì đó ha. Rồi một thuốc nền tảng nữa bắt buộc phải cho nữa, đó là statin, giảm LDL cholesterol, là ổn định mảng xơ vữa, kháng viêm mảng ha, của khu vực của mảng xơ vữa đó, đúng không? Ừ, đây là thuốc bắt buộc phải cho. Từ khi nào là bệnh nhân tăng triglyceride thì mình sẽ xài cái fibrat nha trước, rồi sau đó giảm xuống thì sẽ xài tới statin nha. À, tăng phi tăng tăng triglyceride mà trên trên 400, hoặc là trên, thường là khuyến cáo là trên 600 các bạn, số khuyến cáo thấy trên 600 thì nó nguy cơ cao hơn, nó sẽ các bạn sẽ giảm cái triglyceride xuống, và tùy tùy theo bệnh nhân thôi. Còn năm nay nó khuyến cáo 500, năm sau nó khuyến cáo 400, năm sau khuyến cáo 600, bạn xem lại khuyến cáo thôi. Đây, vậy thì start, nó đã chẩn đoán đặt bút xuống chẩn đoán bệnh mạch vành
thì phải xài beta lock, ức chế beta chống cái tập tiểu cầu và statin. Ba thuốc đó đã chẩn đoán bệnh mạch vành mạn là phải có ba thuốc đó nha, phải có ba thuốc đó, không cho là có lỗi với bệnh nhân. Từ khi nào bệnh nhân có chống chỉ định với cái beta thì dù như nhịp tim chậm dưới 60 lần phút thì không xài nha. Anh quên nữa, nói cái ức chế beta các bạn xài mong muốn là nhịp của bệnh nhân là từ 60 đến 70 nhịp lúc nghỉ. Một số cái khuyến cáo khác thì có thể cố gắng, nếu mà được á thì hạ xuống khoảng 50 đến 60 nhịp lúc nghỉ, để khi mà người ta gắng sức nó không có tăng nhịp quá ha. 50 đến 60 nhịp lúc nghỉ là được, nếu bệnh nhân dung nạp được là tốt rồi ha. Khoảng 55 cũng được, 4 cũng được, như vậy nè. Nếu không chịu được thì khoảng 60 đến 70 ha. Sử dụng statin, mục tiêu là tùy theo mức độ mà nặng của bệnh nhân, theo thang điểm score các bạn sẽ có cái đích cholesterol khác nha, đích LDL khác nha nha. Với đánh giá thang điểm score giùm anh nha, coi có bệnh nhân này có nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình hay nguy cơ cao nha. Đánh giá và xác định cái đích điều trị LDL cholesterol của bệnh nhân nha. Nếu không phù hợp, nếu không có cải thiện được thì xài ezetimibe hoặc là phối hợp thêm cái ezetimibe hoặc là cái thuốc mới nha, hoặc là resin ngắn hay resin mật cũng được nha. Statin thường xài nhất đó là atorvastatin và rosuvastatin nha. Rồi bây giờ mình tiếp thuốc ức chế hệ renin, angiotensin, testosterone. Khi bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo thì phải tính tới cái chuyện này. Nếu như mà bệnh nhân không có tăng huyết áp thì sao đó các bạn, thì các bạn sẽ xem xét bệnh nhân có suy tim hay không, đúng không? Bệnh nhân có suy tim thì phải xài liều, phải xài, bắt buộc phải xài ức chế men chuyển hoặc là ức chế angiotensin này nha, nếu ức chế men chuyển không có dung nạp được hoặc là chống chỉ định. Rồi bây giờ những cái người nào mà không có tăng huyết áp, nếu tăng huyết áp thì mình đâu nói gì nữa, là bắt buộc phải xài ức chế men chuyển hoặc ức chế angiotensin rồi nha. Còn nếu như mà không có tăng huyết áp mà có hội chứng động mạch vành mạn, nguy cơ rất cao, nguy cơ rất cao, đánh giá nguy cơ rất cao dựa vào trang điểm score đúng không? Thì các bạn đánh giá là những bệnh nhân đó nha, những bệnh nhân đó sẽ được sử dụng ức chế men chuyển liều thấp, có thể xài captopril 1/4 viên nhân 3 hoặc là enalapril 1/2 viên hoặc là 1/4 viên, tùy theo mức huyết áp của bệnh nhân. Để làm gì các bạn? Để làm giảm tái cấu trúc cơ tim, giảm hiện tượng tái cấu trúc cơ tim nha. Làm giảm như vậy thì sẽ làm giảm được cái tỷ lệ đột tử của bệnh nhân sau này về lâu về dài nha. Nếu bệnh nhân có suy tim thì sẽ điều trị như suy tim nha. Vai trò lúc đó của vai trò ngoài của ức chế men chuyển hoặc là ức chế angiotensin ra, còn cái vai trò của kháng aldosterone nha các bạn, nó cải thiện được tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân nha. Rồi bây giờ vấn đề bệnh nhân có kèm rung nhĩ, thì rung nhĩ thì sẽ điều trị theo cái rung nhĩ ha, điều trị đánh giá thang điểm chát phát, thang điểm HLAS vậy đó. Rồi. Vấn đề về sơ đồ quyết định để điều trị này nó liên quan đến chuyện là mình sẽ làm tái thông động mạch vành hay là mình làm tái thông động mạch vành. Có hai phương pháp đó là BCI tức là can thiệp động mạch vành qua da, hoặc là CABG đó là mình sẽ mổ bắt cầu động mạch vành. Thì các cái vấn đề về phía sau thì đi lâm sàng mình xem thêm nha. Cái này nói không 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 nổi đâu, bạn không có liên lạc nổi. Những người mà đã có bệnh lý mạch vành thì phải theo dõi như thế nào, theo dõi như thế nào, thì cái này nó các bạn sẽ đưa vào trong cái bệnh án các bạn làm. Nhớ nhớ các bạn, anh đảm bảo các bạn nhớ không nổi đâu. Các bạn phải làm tim mạch can thiệp các bạn mới mới nhớ. Sau khi bệnh nhân đã được can thiệp rồi thì bệnh nhân sẽ điều trị ở các bác sĩ tim mạch can thiệp hoặc là điều trị ở các bác sĩ tim mạch nội tim mạch. Thì các bạn nào thích làm tim mạch thì hãy học sâu vào nha. Cái phần này anh không có, anh cần nói chung các bạn đọc qua một lần cho biết thôi. Có người nhà nào thì các bạn bạn xem thêm sao cho kỹ thêm. Rồi bây giờ bệnh động mạch vành mạn của mình đến đây là hết nha. Bệnh động mạch vành mạn của mình đến đây hết thì mình sẽ qua cái bài tiếp theo đó là hội chứng động mạch vành cấp nha.